làm một thí nghiệm nha. Ai biết chai này là chai gì không? Giấm. Giấm. Giấm có vị chua hay ngọt ta? Chua. Giấm để làm gì ta? Giấm để làm salad. Salad. Rau trộn. Salad là rau trộn. Yupi với Audi, mỗi bạn bỏ vào trong chai, nhưng mà chỉ đến cái mặt ngang thôi nha. Mẹ đã vẽ sẵn cái mặt ngang, đó là tương đương 120ml á. Còn cái này ai biết là cái gì không? Bột bánh. Bột bánh. Bột làm bánh. Đúng rồi, bột làm bánh. Mẹ đã đổ sẵn ra đây. Rồi trong lúc Audi, Yupi đổ giấm thì Audi lấy cái này, bỏ vào đây. Lấy bột làm bánh bỏ vào trong bột bánh với mẹ 2 muỗng thôi nha, đổ cẩn thận. Bỏ cẩn thận không nó đổ ra ngoài nha. Còn này em bỏ 2 muỗng bột hay 2 muỗng nhỏ? 2 muỗng đó. 2 muỗng bột thì mẹ. Ừ. Nhà mẹ sao gõ khó vậy? Khó dữ. Thôi mẹ sẽ đổ vào cho Yubi. Yubi làm đi, đây còn bóng cho Yubi nè. Chà mẹ sao đổ ra ngoài vậy? Mẹ đã nói là đổ cẩn thận rồi. À đấy đúng rồi, em Yubi đang thổi bóng rồi. Bây giờ hôm nay nhà mình làm cái này sẽ không thể thổi bóng nữa. Lấy cái kia đến cái thùng gì sao phải không là ship quên mất cái này không phải là bột làm bánh, cái này là bột nở baking soda dùng để làm bánh chứ không phải là bột làm bánh. Ông đi đổ lại đi, đổ chiếc hả? Đổ cho đến cái mặt mà mẹ đã vẽ sẵn. Trời ơi. Không thể luôn nghe cái chai. Chị Vi ngồi vẽ đi, chị Vi. À chị Vi thổi rất là quá. Cái này thổi bây giờ. Chị để đổ quá khó nè. Dạ anh, con như anh đổ. Chị Vi đổ cho anh ơi. Đây con phụ hai bộ. Vậy là vừa có một hiện tượng hóa học xảy ra đúng không? Yeah.